Cửa hàng Nhật máy Cuxic xin chào tất cả anh em nhé. Hôm nay em sẽ giới thiệu đến toàn thể anh em một cây máy Cuxic Realme S335 nha. 33,4cc nha. Rất thích hợp cho anh em nào sử dụng cắt gia đình làm nhà vườn nhé. Em này thì có núm bơm xăng phụ và lam được sử dụng lam 40 xích trung 91 nha. Xích lưu ý đã được ráp xích mới nha. Ốp lam 2 ốc nhé. Vặn trực tiếp bằng khóa 13 và tăng xích thì tăng đằng trước này nha mọi người. Đó. Em này thì cắt sử dụng gia đình rất ok luôn ha. Các bộ nhúng được thiết kế bộ nhúng lò xo nhé. Khi anh em mà cắt vào cây đè nặng ấy thì nó sẽ nhùng ha. Nó chống rung chống tê hơn là so với các máy bình thường mọi người. Đó là mới ha. Ok, anh em nào có nhu cầu sở hữu em Realme này thì liên hệ trực tiếp qua số điện thoại 0988628 để đặt hàng nhé. 6289012 ha, em bị quên. Rồi thì giá của em này là 2.800.000 đồng nhé. Lưu ý là xích mới nhé. Đó, xích mới giá 2.800.000 đồng nhé.